Alo, iPhone 15 Pro Max hàng chính hãng VNA màu Natural Titan, xin nghe ạ. Đầu tiên thì mình sẽ zoom rõ gần vào đây để anh em thấy rõ chữ Apple Việt Nam. Và toàn bộ chữ ở đây đều là tiếng Việt. Điện thoại di động iPhone 15 Pro Max. Điện thoại di động iPhone 15 Pro, năm sản xuất 2023. Và các bạn có thể thấy ở đây là mã VNA, hàng chính hãng. Ui, toát mồ hôi các bạn ạ. Chưa hết thì mình bật mí cho các bạn, năm nay Apple có một cái này cực kỳ hay. Chỉ cần chiếu cái đèn tia UV vào đây, cái đường này này, kể cả bên dưới chiếu nó cũng ra một cái mã vạch nữa. Sẽ có dòng chữ iPhone sẽ hiện lên, đây là tem iPhone chuẩn. Mình hơi hồi hộp các bạn ạ, và bây giờ chỉ cần bóc một chiếc tem ra này thôi là đã đi tong 38 củ rồi. Ok nha. Và trong chiếc hộp sẽ có một chiếc dây sạc C2C bọc dù. Trông rất là bền anh em ạ. Và trên tay mình đây là hình ảnh cận nhất, chân thật nhất của chiếc iPhone 15 Pro Max màu Natural Titan. Và bên tay còn lại là iPhone 15 Pro màu Blue Titan. Mình sẽ quay cận cho các bạn xem về cái màu của em này. Màu này nên có thêm một cái tên nữa là màu của sự giàu có, nhìn đã mắt thật sự. Nặng tiền nhưng không hề nặng máy, và iPhone 15 năm nay cho mình cảm giác cầm rất là vừa tay và nhẹ nhàng. Khung viền ở đây thì được vát nhẹ lại cho cảm giác cầm nắm trơn tru, không bị cấn tay. Và ok, mình sẽ bật em nó thôi. Xin chào, đây là iPhone 15 Pro Max và đây là iPhone 15 Pro. Có một điều mà mình rất mong chờ, đó là sau 16 năm ra mắt thì Apple đã thay thế cần gạt ở phía bên cạnh thành một nút bấm như thế này, được gọi là Action Button. Điểm qua một vài tính năng của Action Button thì nó cho chúng ta tùy chỉnh thực hiện các thao tác tắt như là bật đèn pin, mở camera, kính lúp, ghi âm, vân vân, giữ, để mò hay phết mọi người ạ. Mình có mò mẫm một xíu thì phát hiện ở phần giới thiệu kéo xuống có phần hiển thị mục check số lần sạc và ngày sản xuất pin. Cái này sẽ thuận lợi cho anh em sau này nếu muốn mua máy cũ hay máy lướt gì đấy, sẽ tự check được thông tin, đỡ cần phải nhờ bên thứ ba. Ok, về cấu hình thì chắc là anh em iFan cũng đã tìm hiểu cấu hình của những dòng iPhone 15 series rồi, nhưng mà mình cũng sẽ thông tin lại một chút ở đây. Thì cả iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đều được trang bị chip A17 Pro, đẳng cấp Pro với GPU 6 lõi, chơi game sống động mượt mà khỏi bàn. Chiếc iPhone 15 Pro mình đang cầm trên tay có camera zoom quang học 3x, nhưng mà đặc biệt hơn với con iPhone 15 Pro Max thì camera quang học lên đến 5x, được đánh giá là tiêu cự dài nhất lịch sử iPhone, rồi là USB Type-C hỗ trợ USB 3, cải thiện tốc độ truyền dữ liệu. Và nếu như mọi người quan tâm về những dòng sản phẩm iPhone 15 series thì đừng quên truy cập trang web FPT Shop để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ ngồi bóc tách thêm về những dòng sản phẩm iPhone 15 series này để lên clip review cho anh em nhé. Cùng đón xem ở những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.